Hôm nay thì bác sĩ sẽ giới thiệu đến các bạn là những cái bài tập để chúng ta có thể phục hồi và duy trì cái tầm vận động cơ ở đối với người lớn tuổi nha. Rồi, bây giờ cụ sẽ co hai chân lên. Đây. Bài tập đầu tiên á thì chúng ta sẽ cho cụ co hai chân lên nha. Đây. Rồi, bây giờ này, cụ sẽ nhấc cái hông lên. Nhấc hông lên, đúng rồi. Xuống, đúng rồi. Nhấc lên. Nhấc lên. Xuống. Nhấc lên. Xuống. Nhấc lên. Cố gắng nha. Đúng rồi, cố gắng, cố gắng. Cái nhóm cơ ở vùng mông á, rồi cái nhóm cơ ở vùng mặt sau đùi nha, mặt trước đùi, tất cả những cái nhóm cơ đấy đều được hoạt động hết. Qua đó là vài bữa nữa cụ sẽ đi đứng nó vững hơn nha. Tập phục hồi vận động là một trong số những cái phương pháp để chúng ta có thể duy trì được cái tầm vận động ở người lớn tuổi, để phòng ngừa tình trạng mà chúng ta bị té ngã đó, rồi bị chấn thương, gãy xương đó. Đôi khi cái vấn đề mà chấn thương ở người lớn tuổi á, chỉ cần một cái vấn đề liên quan suy giảm vận động thôi thì cái tình trạng bệnh nó sẽ là rất là nguy hiểm. Nên á, là cái vấn đề mà tập vận động á, thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện để duy trì được cái tầm vận động của cơ, của xương, của khớp. Và qua đó khi mà chúng ta có những cái tình trạng mà có người nhà lớn tuổi ấy, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó là cái vấn đề liên quan đến là đi lên những cái mặt phẳng hoặc là những cái đoạn đường á mà gồ ghề này, hoặc là đi vào trong nhà tắm á, thì chúng ta sẽ cần phải hướng dẫn bám sát 10 cái đầu ngón chân xuống để không có xảy ra cái tình trạng mà chúng ta bị trượt bé te á, thì khi đó là sẽ không có bị chấn thương. Chứ còn có rất là nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi ấy, khi mà chúng ta đi mà chúng ta không có bám chắc trên cái mặt sàn đó, thì gặp những cái bề mặt trơn giống như ở trong nhà tắm á, thì sẽ rất là dễ gây ra tình trạng là bị té ngã. Rồi ở trong nhà tắm á, thì nó có nhiều cái lavabo rồi nhiều cái dụng cụ thiết bị á, thành ra là nó có thể làm ảnh hưởng đến tính mạng luôn, chứ không là chỉ là gãy xương thôi. Nên á, là đối với người lớn tuổi ấy, ngoài cái vấn đề mà chúng ta tập vận động ra thì cũng cần phải lưu ý trong cái vấn đề là đi đứng hàng ngày á, là luôn luôn bước bước nào là chắc bước đó. Đặc biệt là những cái bề mặt mà nó trơn trượt ấy, thì chúng ta cần phải là hướng dẫn các cụ đi một cách chuẩn nhất. Còn ngoài ra thì đối với các con của cụ ấy thì nên là có một cái nhà tắm riêng cho cụ, cho các cụ lớn tuổi ấy. Bởi vì khi mà có một cái nhà tắm riêng á, thì khi mà mình lau cụ đi xong á, thì mình sẽ lau cho cái sàn nó khô đi đó, thì khi mà cụ đi vào á, nó không có bị trơn trượt. Chứ còn mà nếu như mà có cái nhà tắm rồi nhà vệ sinh chung á, thì nó dễ gây ra tình trạng là bị trơn trượt lắm nha. Đây này, cụ 92 tuổi. Đây. Rồi, cụ tập tiếp nha. Rồi, cụ tập thêm ít bài nữa nào. Rồi, nhắc lên cụ ơi. Nhắc lên. Nhắc lên thêm 10 cái nữa nha. Nhắc lên thêm 10 cái nữa. Đúng rồi. Nhắc lên. Nhắc lên. Đấy. Nhắc lên. À. Nhắc lên. 4 cái rồi nha. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Rồi. Được rồi cụ ha. Bây giờ là bài tập thứ hai, cụ sẽ tập để duy trì được cái tầm vận động của cơ, của xương, của khớp. Bài tập này á sẽ có tác dụng làm giãn cái phần cột sống thắt lưng này, rồi các nhóm cơ ở vùng cột sống thắt lưng, rồi cơ vuông lưng này, cơ dựng sống này. Đó. Đây là một bài tập rất là tốt. Đấy. Cụ sẽ tập theo cái tầm vận động của mình thôi nha, vừa vừa phải thôi nha. Nó thì mình thấy cảm thấy là giãn là được rồi, chứ tại vì đôi khi mình có tuổi rồi ấy, nên thành ra là cái cơ xương á, nó cứng hơn so với bình thường ha. Nên là bây giờ mình tập đầu tiên á, thì mình cứ tập theo cái tầm vận động của mình thôi nha. Rồi lên xíu nữa nè đó, rồi giữ lại nha cụ nha, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nha. Ừ, đấy. Động tác này này nó sẽ làm cho toàn bộ cái nhóm cơ ở vùng cột sống thắt lưng, rồi cái phần xương ở phần cột sống thắt lưng nè đó, các tất cả những cái đốt sống mà nó đang có tình trạng là bị thoái hóa này, rồi thoát vị đệm này, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng này cải thiện rất là tốt. Các bạn phải tập thêm cái bài tập này nhá. Được đúng không cụ? Ừ, rồi thả ra đi. Rồi ok nha. Rồi bây giờ là một cái bài tập tiếp theo. Bài tập này á
thì mình sẽ tập để mạnh các nhóm cơ ở vùng thân trước nha, thân trước một chút xíu. Rồi bài này dễ lắm, đây cụ giữ chân thôi, đúng rồi, giữ thôi nha, giữ thôi, giữ thôi, giữ thôi. Nếu như đúng á thì cụ sẽ dang hai chân ra độc lập với nhau, còn bây giờ thôi tạm thời chấp nhận cho cụ hai chân chụm vào nhau nha, để nó tựa và mình đỡ phải dùng cái cơ bụng nhiều. Chứ còn nếu như đúng nguyên tắc á là mình sẽ tách hai chân ra đó. Đây nếu như mà đúng nguyên tắc á, thì cụ sẽ phải tách hai cái chân này ra, thì khi đó cái nhóm cơ bụng này thì nó sẽ hoạt động một cách nhiều hơn. Trong khi đó nếu như mà mình để hai cái chân nó chụm lại như thế này á, thì khi đó thì cái phần cơ vùng bụng á nó sẽ ít phải làm việc hơn, nó hơi căng căng tức tức nha cụ nha. Rồi vậy là bữa nay tập được cho cụ ba bài đấy, ba bài đấy ha, cũng dễ mà đúng không. Thêm bài nữa nha, thêm bài nữa đi. Bài này á, mình sẽ kéo từng chân vô đây này, và một chân á, thì mình sẽ giữ giữ thẳng, giữ thẳng các bạn nha. Một chân á, thì mình sẽ kêu cụ là ép vô đây này cụ nha. Rồi nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng đưa sát về phía thành bụng một xíu đấy, đây này, đúng rồi. Rồi cụ thấy cái phần lưng nó giãn nhiều không? Phần lưng nó giãn là nhiều đấy, đúng rồi. Tập phục hồi vận động và tập mạnh cái nhóm cơ này giúp chúng ta sẽ phòng ngừa được cái tình trạng té ngã ở người lớn tuổi rất là hiệu quả. Còn khi á, mà do cái vấn đề lớn tuổi ấy, thì thường á, là chúng ta hoặc là những người lớn tuổi trong nhà thì ít vận động, nên thành ra là tất cả những cái khối cơ á, nó sẽ bị tiêu biến đi, suy giảm cả về cái khối lượng cơ lẫn chất lượng cơ, rồi cả sức cơ nữa đều bị suy giảm hết, và qua đó nó sẽ là một cái bước ngoặt lớn đối với cái vấn đề vận động. Rồi chúng ta sẽ dễ bị chấn thương té ngã, rồi dễ bị gãy xương hơn. Rồi cụ tập được đúng không? Hôm nay thì con hướng dẫn cho cụ được 4 bài đấy nha. Rồi bây giờ cụ mệt chưa? Mệt rồi thôi giờ mình nghỉ nha, mình nghỉ rồi. Bây giờ cụ sẽ cách nằm đúng này các bạn này. Bây giờ á, là sẽ kêu cụ á, là ban đầu là nghiêng người trước cụ nha. Đây này, bây giờ đúng rồi, bây giờ cụ sẽ nghiêng người. Đối với người lớn tuổi hay là những ai mà có tình trạng mà đau lưng do thoái hóa thoát vị ấy, thì cũng không được bật lưng dậy một cách đột ngột, nó sẽ làm cho cái tình trạng bệnh nó sẽ nặng hơn đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nghiêng qua một bên, sau đó rồi rồi cụ sẽ chống cái khuỷu tay này xuống nha, đưa đưa chân xuống giường trước cụ ơi, đưa chân xuống giường, đúng rồi, đưa rồi chống tay rồi nhấc lên cụ nha, nhấc lên, đúng rồi, ok rồi, được nhé cụ nha. Tất cả những ai mà đang có cái tình trạng mà thoái hóa cột sống này, rồi thoát vị đĩa đệm này, rồi có tình trạng mà tổn thương ở phần cột sống thắt lưng á, thì cái động tác mà thay đổi từ tư thế nằm sang tư thế ngồi á, thì chúng ta đều phải áp dụng cái nguyên tắc này để làm giảm cái sự chấn thương lên cái vùng cột sống. Rồi bây giờ này, cụ ngồi như vậy rồi ấy, cụ gập duỗi chân xíu đi, đúng rồi nha, cụ sẽ gập duỗi chân xíu nha, đúng rồi đấy. Người lớn tuổi ấy, thường á, là cái phần khớp gối này nó cũng bị thoái hóa theo thời gian, nên thành ra là cái dịch khớp gối này nó cũng ít được tiết ra, nên á, là chúng ta sẽ cần phải vận động như thế này này, nhẹ nhẹ như thế này và không có trọng lượng á, thì khi đó là sẽ kích thích ra được những cái bao khớp ở xung quanh cái ổ khớp này, nó tiết ra dịch khớp, nó đổ vô cái khoang khớp, thì khi đó là cái tế bào xương khớp gối của chúng ta nó sẽ được nuôi dưỡng. Còn nếu như mà chúng ta cứ bất động lâu ngày á, thì chắc chắn là nó làm cho cái tình trạng nuôi dưỡng xương khớp gối kém á, và nó sẽ dẫn đến thoái hóa khớp gối sớm hơn, rồi đau khớp, cứng khớp, viêm khớp cũng từ đó mà ra ha. Đó cô gập duỗi tầm khoảng 5-10 phút, 5 phút đi ha, tầm 5 phút đi rồi con dẫn về. Đây này cụ này.
Đây cụ đang tập đây này. Đấy. Đấy. Cho mọi người xem cụ tập xíu nha. Đấy. Đấy. Các bạn á, mà có người lớn tuổi ở nhà á, để mà duy trì được cái tầm vận động của các cụ ấy, cũng như là giảm cái sự chấn thương ấy, nhớ là tập theo bác sĩ những bài tập này nha. Đấy. Cụ thì bữa nay là cách ngày đi một lần. Đấy. Bữa trước thì có mấy hôm đầu cụ sẽ đi liên tục, còn bây giờ cụ thấy bớt bớt rồi nên là cụ cũng đi cách ngày, cách nhật đấy. Bữa nay là thứ sáu, thôi hẹn cụ là chủ nhật nha, chiều chủ nhật. Ừ. Rồi cụ đi xuống. Rồi. Bác sĩ hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Ê cụ ơi. Ôi ôi.